Thế thì hôm nay nhé, hôm nay là thứ hai đầu tuần, thầy đó sẽ giới thiệu với các con một số các cái kiến thức về nâng cao bổ trợ cho chúng ta nhé. À, thực ra là cái kiến thức này nó không khó, ví dụ như chúng ta sẽ cần phải trả lời một số các cái câu hỏi như này là 2 mũ 100 thì có chữ số tận cùng là bao nhiêu. À, là thì chúng ta nhận thấy là cái câu hỏi này khó quá đúng không, hay là 3 mũ 200 thì có chữ số tận cùng là bao nhiêu, ui khó thế. Thế làm như thế nào để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ học cái bài ngày hôm nay nhé. Thì nghĩ rằng tất cả các con sẽ đều có thể hiểu được bài với điều kiện là phải tập trung và làm theo hướng dẫn. À, chúng ta sẽ đến với phần là tìm chữ số tận cùng chuyên Em trả đề lời CD. em thấy có phải viết 2 mũ 100 có chữ số tận cùng là không thấy. Không ạ, à, ghi đầu đề đấy sẽ đang vào bài chứ ạ. À, tìm chữ số tận cùng. Thầy cho dạng toán kiểu lời văn như thầy ạ. Bây giờ thầy giáo các con sẽ hướng vào màn hình để nghe thầy giáo hỏi một số câu hỏi nhé. Thầy giáo sẽ lấy ví dụ cho con là số 21 mũ 2 thì có chữ số tận cùng là mấy ạ? Chưa phải ghi nhá. Thầy ơi, thầy có anh em song sinh à thầy? Cái gì con? Em thấy bạn Phong này nhắn là thầy ơi, thầy có anh em song sinh à thầy, cho em đọc. Không, đấy là của thầy đấy, thầy tạo ra một bảng nữa đấy. Thôi, là cho tập trung nha. Thế chúng ta sẽ trả lời cho thầy câu hỏi là 21 mũ 2 có chữ số tận cùng là mấy ạ? Thì đương nhiên về lý thuyết nhé, về lý thuyết chúng ta sẽ lấy là 21 nhân với 21 nào. Thì chữ số tận cùng là 1 nhân 1 sẽ là mấy ạ? Là 1, 1 nhân 2 là 2, 2 nhân 1 là 2, 2 nhân 2 là 4. Cộng lại thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái số tận cùng cái này. Đó. Nó nhân với nhau thì được 1 và kết quả chữ số tận cùng sẽ là mấy ạ? Một ạ. Ok, chúng ta Vâng nhìn ạ. nhá, chúng ta cùng nhìn cho thầy nhá. Thì thầy hỏi các con, bài toán của thầy đưa ra là 21 mũ 3 có chữ số tận cùng là bao nhiêu? Một ạ. Một Chính ạ. xác ạ. 21 mũ 10 có chữ số tận cùng là mấy? Một ạ. Một ạ. Đúng rồi, bởi vì cái chữ số tận cùng là bao nhiêu số 1 nhân với nhau vẫn là mấy ạ? Là 1, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có cái dòng thứ nhất chúng ta ghi như sau. Số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1. Là 1 thì lũy thừa lên vẫn có chữ số tận cùng là 1. Là 1. Rồi chúng ta sẽ ghi tiếp cái đoạn thứ hai. Thì bây giờ thầy đã sẽ đặt ra một cái câu hỏi tiếp theo. Ba mươi hai mũ hai thì có chữ số tận cùng là bao nhiêu? Ba hai mũ hai có chữ số tận cùng là bao nhiêu? ạ. Dạ bao nhiêu ạ? Bốn 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 ạ. ạ. Rồi, cảm ơn thầy giáo điều chỉnh lại chút ạ. Là 4 đúng không con? Vâng Rồi. ạ. Bởi Vâng vì ạ. các con nhẩm thấy thế là tốt rồi. Bây giờ thầy giáo sẽ đặt ra câu hỏi tiếp theo nha. Thế thì 32 mũ 3 có chữ số tận cùng là bao nhiêu? Bốn ạ. Tám ạ. Đúng rồi ạ, 8 là đúng ạ. Các bạn đừng 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 vội đoán mò nhé, chúng ta nhìn nhìn thầy giáo giải thích này. À, thầy giáo sẽ giải thích nha. 32 mũ 2 thì là 32 nhân 32 không? Thì mình sẽ có là 2 nhân 2 là mấy ạ? Là 4 thì có tận cùng là 4 chưa? Nhưng nó nhân thêm với 2 nữa thôi.
Thì lại 4 nhân 2 là mấy ạ? À? Là 8 không? 2 nhân 2 là 4 nhá, thầy giáo khoanh màu vàng nhá. À, 2 nhân 2 là 4 này thì nó giữ chữ số tận cùng là 4 không? À, chữ số tận cùng là 4 nhân thêm một số 32 nữa thì phải có tận cùng là 8 chưa? Thì thầy hỏi tiếp các con là thầy giáo có 32 mũ 4 thì có tận cùng là mấy ạ? 6. Đúng rồi ạ. Thế 32 mũ 5 ạ. 32 ạ. 2. Có tận cùng là 2, người ta chỉ 2. Quan tâm đến chữ số tận cùng thôi mà. Thì lại 6 x 2 là thành 12, viết 2 nhớ 1 không? Ồ, như vậy nếu chữ số hàng đơn vị là 2 thì nó có thể thay đổi liên tục. Đúng không? 2, 4, 6, 8. Nếu mà 32 mũ 6 đi thì có chữ số tận cùng là bao nhiêu? 6, có 4 ạ. Lại là 4, 2 x 2 lại là 4, đúng không? Nó lại quay lại như này, nó lại quay lại cái quy luật này. 4, 6, 8, 2. Như vậy là nếu chữ số tận hàng đơn vị là chữ số tận cùng là 2 thì nó thay đổi liên tục. Không được, đúng không? Bây giờ chúng ta đến xét đến cái số tận cùng là 3 này xem nào. Mười ba mũ hai thì có tận cùng là mấy ạ? Là ba. Đúng rồi, ba nhân ba là chín chứ, tận cùng là chín chứ. Mười ba mũ ba có tận cùng là bao nhiêu? Mình nhẩm chữ số tận cùng thôi thì lại chín nhân với cả ba. Đúng rồi ạ, là bảy, viết bảy nhớ hai không? Nếu 13 mũ 4 ạ? 6. Đâu, nhân cẩn thận vào. 7 x 3. 7 x 3 là 21, viết 1 nhớ 2 là cũng là 1. Đúng rồi ạ. Nếu 13 mũ 5 ạ? 1 x 3 thì là mấy ạ? 3. À, nếu 13 mũ 6 ạ? Thì lại có tận cùng là 9. 9. Đúng không? 3 x 3 là 9. Người ta chỉ quan tâm đến số tận cùng thôi nha. Các con đừng nhân hết là thì nó đau đầu. Ồ, như vậy nó không thay đổi là số 9, số 3 và số 1 nữa, số 7 nữa. Nó thay đổi. Đúng không? Thế thầy giáo sẽ đổi sang cái số khác ấy. Như vậy cái số nào nó được giữ nguyên giống như số 1 ạ? Chữ số tận cùng là 14 đi chẳng hạn. 14 bình phương nó là bao nhiêu? Là 8 ạ. Là 6. 8 là 6 ạ. Phải 4 x 4 16 chứ. 6 ạ. 6 nhớ 1 và là 6 ạ. 14 mũ 3 ạ. 4 ạ. À vâng, 4 x 6 là 24. 14 mũ 4 ạ. 6 ạ. Là 6. À, 14 mũ 5 ạ. 6 ạ. À, 4 ạ. 4, đúng rồi, như vậy là 64 và 64 giống nhau rồi. À đấy, chúng ta là đang thực hiện là mình tính, mình tìm quy luật là. Rồi, thế còn bây giờ chữ số tận cùng là 5. Không ạ. Sao lại không? Con lại cứ đi con nhân rồi. Con lại lấy 5 x 2 là chả sai. 5 ạ. Phải lấy 5 x 5 bằng 25 chứ. Viết 5 nhớ 2 có tận cùng là 5. 15 mũ 3. 5. Bằng 5. 15 mũ 4 ạ. 5. Toàn là 5 người ạ. À, chúng ta sẽ có một cái tính chất số nữa là số tự nhiên. Đúng không? Chúng ta ghi tiếp ạ. Số tự nhiên. 5. Có chữ số tận cùng là 5. Em đang thấy cho em đổi máy ạ. Ừ, thì phép nâng lên lũy thừa. Lũy thừa có chữ số tận cùng. Là 5.
Em thưa thầy có phải là 6 không ạ? Thầy ơi, thầy đang tắt mic thầy ơi. Thầy tắt mic rồi. À rồi, xin lỗi ạ. Em bây giờ tìm chúng được ta số đến 9 với thầy ạ. số 9 là sai ạ. Em tìm được Vì vì số mà 6 ạ. 19 mũ 2 thì 9981 có tận cùng là 1 rồi còn đâu. 19 mũ 3 lại có tận cùng là 9 rồi. Không đúng. Phải là tận cùng là 6 chứ. 6 x 6 36 lại viết 6 nhớ 3 không? Lại 6 x 6 36 lại viết 6 nhớ 3. Như vậy nó chỉ còn giữ nguyên số mấy ạ? Số 6. Như vậy chúng ta có một quy luật số nữa. Đó là gì ạ? À, số tự nhiên. Có chữ số tận cùng là 6. Thì phép nâng lên lũy thừa có chữ số tận cùng là 6. Rồi, nó vẫn giữ nguyên. Còn số khác nào giống như vậy nữa không ạ? Không. Số 7 không phải rồi. 7749, 9763 đã thay đổi chưa? Số 8, 8864, 4832 lại thay đổi rồi. Số 9 cũng thay đổi. Như vậy nó chỉ có 3 số đặc biệt là có chữ số tận cùng là 1, là 5 và là mấy ạ? Là 6 thì nó không thay đổi. Đúng không? Dựa vào cái kiến thức này thì chúng ta sẽ đến với phần 2 La Mã là phần bài tập. À nó còn một số nữa là số mấy ạ? Số 0. Số 0 thì lũy thừa bao nhiêu cũng vẫn có chữ số tận cùng là mấy ạ? Là 0, chúng ta ghi thêm số 0 nữa ạ. Vâng ạ. Số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0 thì phép nâng lên lũy thừa có chữ số tận cùng là 0. Chúng ta sẽ lấy ví dụ. Số 21 mũ 10 có giá trị là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 1. Ví dụ thầy nào có số 35 mũ 25, 28 đi. Thì nó có giá trị là số tự nhiên có chữ số tận cùng là mấy ạ? 5. Là 5, đúng rồi. Vâng. Số 46 mũ 7 có giá trị là số tự nhiên có chữ số tận cùng là mấy ạ? Vâng ạ, là 6. Và đương nhiên số 0 của chúng ta thì quá đơn giản rồi, đúng không? Số 30 mũ 76 thì có giá trị là số tự nhiên có chữ số tận cùng là mấy ạ? Là 0. Đấy, các con ghi vào đi ạ. Hai là mã bài tập. Các con bây giờ lớn rồi là học mình phải tự nhớ lịch học nhé. Đi, bố mẹ phải đi nhắc mình học thì kém quá, đúng không? Có phải các em học lớp 1 không biết chữ đâu. Bây giờ lớp 6 biết chữ biết đọc rồi. Mình ghi vào thời khóa biểu của mình như vậy. Đấy, chẳng nghe đến giờ rồi thầy lại quên giờ dạy các con à? Đúng không? Nó phải có lịch thời khóa biểu hết rồi. Anh em nhá. Anh em ai mà hay quên lịch học phải rút kinh nghiệm nhá. Bây giờ lớn rồi bố mẹ không thể nhớ thay cho con được đâu.
Các con phải chủ động cho việc học. Chúng ta đến với bài 1 này. Là tìm chữ số tận cùng. Của các số sau. Phần A này. 2 mũ 36 này. Phần B này. 3 mũ 45 này. Phần C này. 4 mũ 56 này. Đấy. Đấy, các con thử suy nghĩ ít phút xem. Bây giờ ai đi bấm máy tính nha, máy tính nó không tính được đâu nha. Mà chỉ có bây giờ chỉ có người tính được thôi anh em ạ. Được chưa? Đấy là một số cái kiến thức rất quan trọng, đó là số có chữ số tận cùng là 1 thì luôn lũy thừa lên có chữ số tận cùng là 1. Số có tận cùng là 5 thì lũy thừa lên cũng có tận cùng là 5. Số lũy thừa là 6 có tận cùng là 6 và số 0 có tận cùng là 0. Như vậy đây là số 2. Thì nó như thế nào? Các con có 2 phút suy nghĩ, 2 phút suy nghĩ bắt đầu. Con nhìn nha, thầy giáo sẽ chuyển nha. Thầy giáo sẽ làm ra nháp trước á. Thầy giáo nhà làm ra nháp con đây, con nhìn cho thầy nha. Thầy giáo nháp trước này. Các con hướng vào màn hình cho thầy ạ. Nháp nha. 2 nhân 2 thì là mấy rồi nào? 4 ạ. Nhân về 2 nữa là mấy ạ? 8 ạ. 8 ạ. Nhân về 2 nữa là bao nhiêu? 16. 16 ạ. Như vậy thầy giáo sẽ nhận thấy là nó có tận cùng là 6 đúng không? Đẹp chưa? Như vậy nếu có cái số có tận cùng là 6 ấy thì nó lũy thừa bao nhiêu cũng có tận cùng là mấy ạ? Là 6. Là 6. Bạn Kiên không tập trung nghe giảng thế thì làm sao mà hiểu được bài? Tí nữa là tịt ngóp. Thế đang cái chỗ nghe giảng thì mới hiểu được vì sao, tí nữa chép lại giảng chả hiểu đâu. Đấy. Thế thì mình hướng đến cái đích của nó là số 1 này. Số 0, số 1, số 5 và số mấy ạ? Số 6 tới đích chưa? Rồi bắt đầu thầy giáo sẽ có nhá. Cho nên ở đây thầy giáo sẽ làm như sau này. Ta có này. Chưa cứ nghe giảng đi đã. 2 mũ 36. Thầy giáo sẽ viết nó thành là ở đây chúng ta có cái phép tính này. Con chuột thầy giáo đang chỉ này. Nó có 4 số 2 nhân với nhau đúng không? Là 2 mũ 4. Số 2 mũ 4 nó có tận cùng là 6 chưa? Rồi. Nó lũy thừa bao nhiêu để được là 36 ạ? 36 chia hết cho 4 không? 36 có chia cho 4 không con nhỉ? Bằng 9 ạ. Rồi, nó bằng 9. Như vậy chúng ta sẽ viết thành 2 mũ 4 tất cả mũ 9. Chúng ta sẽ giải thích là vì số 2 mũ 4 có chữ số tận cùng là 6. Đấy. Con nghe giảng đã, tí nữa con ghi sau. Từ đó con suy ra số 2 mũ 4 mũ 9, tức là số mà có lũy thừa là 6 thì lũy thừa bao nhiêu cũng vẫn có chữ số tận cùng là mấy ạ? Là 6 ạ. Đấy, chữ số tận cùng là 6. Và con kết luận vậy. Số 2 mũ 36 có chữ số tận cùng là 6. Tất cả không ghi bài. Ngồi nghe đã con ơi. Các con mà ghi bài là hỏng luôn. Phải nghe để hiểu đã. Đây là những cái bài tập đầu tiên ạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần bài tiếp theo. Chúng ta có số 3 mũ 45. Chúng ta lại viết số 3 tương tự như lúc trước ạ. 3 này. Nhân với 3 là mấy nào con? 9 ạ. 9 ạ. Số 9 chưa phải là số chúng ta cần tìm đúng không? Nhân với 3 nữa là bao nhiêu? Vâng ạ. 7. 27. 27 ạ. Nhân với 3 nữa là bao nhiêu? 1 ạ. 1 ạ. Đẹp quá rồi. Thế thì 3 mũ 4 sẽ có chữ số tận cùng là 1 không? Rồi, đẹp rồi. Bây giờ chúng ta tương tự phần B. Các con phải hướng vào màn hình để nghe thầy giáo giảng đã. Thế thì ta có
số 3 mũ 45. Mình sẽ viết nó ra thành 3 mũ 4. Số 45 có chiết cho 4 không? Không ạ. Không ạ. Số 45 chia cho 4 thì được bao nhiêu nào? Được 11. Dư mấy ạ? 41 chia cho 4 thì bằng 11, dư 1, tốt rồi. Thì chúng ta sẽ nhân tiếp với cả 3 nữa là 3 mũ 1 chưa? Đúng không con? Thì chúng ta thử lại nha, 3 mũ 4 tất cả mũ 11 là 3 mũ 44 không? Cộng với 1 là 3 mũ 45, chuẩn chưa? Rồi. Phép tính này tách ra đúng chưa? Đấy, thì như vậy rồi chúng ta sẽ trả lời tiếp nha. Bài này nó dài hơn nha, chúng ta phải nghe rằng tất cả hướng vào màn hình cho thầy đi ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục lý luận như sau, vì số 3 mũ 4 có chữ số tận cùng. Là 1. Từ đó chúng ta suy ra số 3 mũ 4 tất cả mũ 11 cũng có chữ số tận cùng là mấy ạ? Là 1. Đúng rồi ạ. Là 1. Chưa xong, nó còn thiếu một số nữa. Đó là cái số 3 mũ 1 này nữa các tình yêu cho nên nhớ cho thầy nhá. Thế thì từ đó chúng ta mới suy ra số 3 mũ 4 tất cả mũ 11 lại nhân thêm với 3 nữa, các con lưu ý cho thầy nhá. Là 3 mũ 4 tất cả mũ 11 thì có tận cùng là 1 không? Thì nó nhân với 3 thì nó có sẽ có chữ số tận cùng là mấy ạ? 3. Chính xác ạ. 3. Rồi. Các con không phải ghi, hãy nghe giảng tập trung vào màn hình ạ, là 1 nhân 3 thì bằng 3. Đấy, tốt rồi. Tất cả vẫn hướng vào màn hình như thầy ạ. Thầy ghi 7 thì ơi. À vâng ạ. Các tình yêu của thầy phải tuyệt đối nghe thầy giáo đang hướng dẫn ạ. Sư phụ đang vẫn tiếp tục giảng bài. Nếu bạn nào không nghe thầy giáo giảng là bạn ấy tự chịu nha. Thầy đã luôn miệng nhắc là phải hướng vào màn hình ạ, bằng 3. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng chuột thầy giáo đang chỉ là 3 mũ 4 mũ 11 nhân 3. Nó chính là 3 mũ 45 chưa? Và bây giờ các con mới kết luận cho thầy. Vậy 3 mũ 45 sẽ có chữ số tận cùng. Tận cùng là mấy ạ? 3. Rồi, tốt. Bây giờ chúng ta sẽ hướng đến số 4. Thì mình làm thế nào? Nào, bắt đầu. 4 mũ 5 6 bây giờ mình làm cho nháp nhá. Thì các con bây giờ học thầy giáo dạy chúng ta sẽ trong vòng một nốt nhạc là mình ra ngay chữ số tận cùng ạ. Chúng ta lấy số 4 này. Nhân với 4 thì bằng bao nhiêu? 16. Ui dồi ôi, 16. Tốt rồi, tốt rồi, quá đẹp rồi, đúng không? Như vậy nó có chữ số tận cùng là 6, đúng không? Thế thì các con nhận thấy là 4 mũ 4 chính là 4 mũ mấy ạ? À? 4 mũ 2 không? Rồi. Số 4 mũ 56, 56 chia cho 2 chưa? Rồi. Thế thì tốt rồi, 56 chia cho 2 được bao nhiêu con? 28. Thì nó có chữ số tận cùng là 6 chưa? Có phải không? Có ạ. Hiểu được chưa? Bây giờ nhá, bây giờ thầy viết lại cho các con một cái bài là bố của thằng này đi, là đang màu vàng thì đang ghi mũi tên ạ, là 4 mũ 567 đi chẳng hạn, thì có chữ số tận cùng là bao nhiêu, thì chúng ta biết rằng là số 4 mũ 2, đúng không? Số 4 mũ 2 thì có tận cùng là 6 rồi, đúng không? Thế thì 567 chia cho 2 được bao nhiêu? Được 283. 283 dư mấy ạ? À? Dư 1 ạ. À? Dư 1 là nhân với 4 mũ 1 chưa? Có phải không con? Thế thì vâng. Nguyên cái số 4 mũ 2 mũ 283 có tận cùng là 6 rồi, thì nó nhân với 4 thì nó sẽ có tận cùng là mấy ạ? À? 4. 6 nhân 4 đấy, nó ra là tận cùng là 4 chưa? Các con làm có nhanh không? À các con. Có. Rồi. Bây giờ các con sẽ chữa cho thầy phần A và B và tự hoàn thiện nốt phần C. Thầy giáo cho các con 5 phút để hoàn thiện tất cả cái việc bài tập của bài 1, bài mẫu. 5 phút bắt đầu. Đến phần C.
Các con nhận thấy bây giờ nó đơn giản chưa ạ? À, chúng ta nhìn thấy là số 4 mũ 2 sẽ hướng đích của mình ra tận cùng là 6 không? Thì ta có này. Số 4 mũ 56 chính bằng 4 mũ 2. Tất cả mũ 2 mấy ạ? 28 mà mình giải thích là vì 4 mũ 2 là số có chữ số tận cùng là 6. Vâng. Từ đó chúng ta suy ra 4 mũ 2 tất cả mũ 28 là số có chữ số tận cùng là 6. Vâng, và mình kết luận thôi. Vậy 4 mũ 56 có chữ số tận cùng là 6. Bây giờ các con đã hiểu được bài chưa? Rồi thầy ạ. Còn bạn nào có chỗ nào chưa hiểu nào? Vâng, cảm ơn các con đã phản hồi. Thì các con xem nó còn chỗ nào mình chưa hiểu nào để thầy chỉ cho. Bảy mươi chín đó, thì các con xem nó có chữ số tận cùng là bao nhiêu. Nó chỉ là đầy ý cái số cuối là nhân thôi ạ. Các con nhìn này, các con hướng vào màn hình này. Thì các con tìm được ra cái số 2 mũ 83 có tận cùng là bao nhiêu? Là 8 ạ. Vâng. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ làm trong vòng khoảng bao nhiêu giây để ra số tận cùng là 8 nhá. Chúng ta nhìn thấy là số 2 mũ 83 này, các con nhìn vào màn hình nhớ đang làm nháp đấy ạ. Thì mình nhận thấy là 2 x 2 là 4, x 2 là 8, x 2 nghĩa là 16 chưa? Tận cùng là 6 không ạ? Như vậy mình sẽ có là 2 mũ 4. Mũ bao nhiêu ạ? 83 chia cho 4 thì được là 20. Dư 3 là mình sẽ còn là 2 mũ mấy nữa nào? 2 mũ 3 chưa? Thì cái thằng này có tận cùng là 6 này. Thằng 2 mũ 3 có tận cùng là mấy nào? Là 8 này. Tận cùng là 6 nhân tận cùng là 8 thì có tận cùng là mấy ạ? Là 8. Như vậy là đúng chưa? Có nhanh không ạ? Mà đây là thầy có đi giảng cho các con đấy nhé. Nháp mà chúng ta cứ tự ghi như nào thì mình ghi. À, bây giờ chúng ta sẽ làm nhé. Phần A này, chúng ta nhận thấy là mình sẽ tách nó ra là ta có này. Thầy là mất 2 giây. À, vâng, đấy là còn thầy còn giảng cho các con. Nhưng mà nếu mà nháp không thì chắc vài giây thôi, đúng không? 2 mũ 83 thì sẽ bằng 2 mũ 4. Chúng ta làm ra nháp mình tách rồi ạ. Tất cả mũ 20 nhân với 2 mũ mấy nào? 2 mũ 3 và mình sẽ có là gì nào? Vì 2 mũ 4 có chữ số tận cùng là mấy ạ? Là 6. Từ đó mình suy ra số 2 mũ 4 tất cả mũ 20 cũng có chữ số tận cùng là mấy ạ? Là 6. Mà 2 mũ 3 thì có giá trị thì bằng mấy ạ? Bằng 8. Từ đó mình suy ra là 2 mũ 4 tất cả mũ 20 nhân với 2 mũ 3 thì có chữ số tận cùng là 6 nhân 8 thì sẽ bằng bao nhiêu ạ? À, chúng ta sẽ trả lời luôn nó có tận cùng là 8 đi. Vì 6 nhân 8 thì bằng bao nhiêu ạ? 4 mấy nào? 48. Vì 6 nhân 8 bằng 48. Và mình kết luận thôi. Vậy số 2 mũ 83 có chữ số tận cùng
Là mấy ạ? Là 8. Chúng ta cùng hướng vào màn hình thầy giáo dịch nhá. Con ơi, con hướng vào nào? Nào nháp này, nháp này. Anh em nháp nhá. 67. Thì mình chỉ quan tâm đến số mấy thôi ạ? À? Số 7 thôi. 7 nhân 7 thì bằng bao nhiêu ạ? À? 9 ạ. 9. Chưa. 9 nhân với 7 nữa bằng bao nhiêu? Số tất cùng 3. Bằng 3 ạ. Nhân với 7 nữa. Là 1. À đúng rồi, chúng ta phải hướng đến cái đích là 0, 1, 5, 6. Bây giờ nó mới có tận cùng là 1 đúng không? Đúng chưa? Thế thì chúng ta sẽ có là số 67 mũ 4 có tận cùng là mấy ạ? À? Là 1. Hiểu chưa ạ? Đấy. Thì các con nhận thấy là 89 chia cho 4 thì được bao nhiêu? Hả? 89 chia cho 4 thì được bao nhiêu? 67 mũ 4 tất cả mũ bao nhiêu nào? 89 chia cho 4 thì được 20 mấy ạ? À? 22 dư 1 thì là nhân với 67 nữa thôi, đúng không? Thế là xong rồi. Thế bây giờ nhá, mình có 67 mũ 4 có tận cùng là 1 thì 67 mũ 4 tất cả mũ 22 có tận cùng là 1 nhân với 67. Như vậy là cái số này sẽ có tận cùng là mấy ạ? 7 ạ. 7 ạ. Đấy, nháp nó phải hiểu nó như vậy. Và bây giờ mình tiến hành quá trình mình ghi lại giải. Ta có số 67 mũ 4 có chữ số tận cùng là 1. Được chưa? Từ đó chúng ta suy ra số 67 mũ 4 tất cả mũ 22 cũng có chữ số tận cùng là 1. Rồi, tốt rồi. Tiếp tục chúng ta suy ra là 67 mũ 4 mũ 22 lại nhân với 67 nữa thì có chữ số tận cùng là mấy ạ? Là 7. Vì sao? Vì 1 nhân 7 bằng gì? Bằng 7. Đó, mình quan tâm đến chữ số tận cùng thôi. Số 67 mũ 89 có chữ số tận cùng là 7. Như vậy các con nhận thấy là nếu mà dùng máy tính nó không tính ở đâu ạ. Chúng ta sẽ tính nhẩm bằng tay thôi. Chúng ta nhớ quan tâm đến chữ số tận cùng là 0, 1, 5 và mấy con? Là 6. Đây là cái số nó có tính chất, đúng không? Lũy thừa bao nhiêu vẫn giữ nguyên nha anh em. Sau đó chúng ta sẽ đến tiếp với phần C. Ta có 2 mũ 35 thì là bao nhiêu này? Có 2 mũ 4 ạ. À vâng, đúng rồi. 3 mũ 79 này. Đấy, thì mình sẽ tách ra tiếp. À, thầy đó sẽ cho các con thêm 1 phút nữa để chuẩn bị nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng nháp nhé, anh em nhé. Chúng ta cùng hướng vào màn hình cho thầy ạ. Nháp này. Cái phần nháp để tìm ra lời giải là vô cùng quan trọng. Đầu tiên là số 2 mũ 35 đi. Thì các con nhớ cho thầy là 2 mũ 4 có tận cùng là 6 rồi đúng không? Đúng chưa ạ? Tận cùng là 6 nhé. Thế thì 2 mũ 35 là 2 mũ 4... 35 chia cho 4 được mấy ạ? 9 8. Dư 1 ạ. 8 dư 3. Được 8 chứ. 8 dư 3. Như vậy là thằng 2 mũ 4 tất cả mũ 8 có tận cùng là 6. 2 mũ 3 có tận cùng là 8. Kết hợp lại nó sẽ có tận cùng là mấy ạ? 6, 8, 4, 8 nhé. Rồi.
Tiếp theo là số 7 mũ 39 ạ. À, 3 mũ 79. Thì chúng ta biết rằng là 3 x 3 là mấy ạ? Là 9. 9 x 3 là 27. 27 x 3 là 81. Nhưng mà cái này nó có thể cùng là 1 chưa? Là chúng ta nhớ cái đích của chúng ta là phải từ hướng về 0, 1, 5, 6 nhá. Tức cùng là 1. Thì chúng ta suy ra là 3 mũ 4. Mũ bao nhiêu nào? 79 chia cho 4 được dư mấy ạ? Dư 1. Dư 3. Được bao nhiêu dư 3 ạ? 7 chia 4 được 1. Dư 3, 39 chia cho 4 thì được 9. Rồi, dư 1 đúng không? Dư mấy ạ? Dư 3. Dư 3. Rồi. Như vậy là cái thằng 3 mũ 4, tất cả mũ 19 nó có tận cùng là 1 này. 3 mũ 3 có tận cùng là mấy ạ? Là 7 này. Là 7 ạ. Đúng không? 7. Và 7 nhân 1 có tận cùng là mấy ạ? 7 này. 7 nhân 8. Một thằng có tận cùng là 8 này. Một thằng có tận cùng là 7 này. Lại kết hợp với nhau thì nó sẽ có tận cùng là mấy ạ? Là 6. Đấy, mình làm ra nháp, mình hiểu cái sơ đồ chưa? Đúng rồi. Xong bây giờ mình sẽ ghi lại giải thôi. Mình sẽ tách nó ra nhá. Ta có là 3 mũ 35 này. Thì bằng nhân với 3 mũ 79 thì bằng 3 mũ 35 là bao nhiêu nào? À, 2 mũ 35 thì bằng 2 mũ 4. Tất cả mũ 8 nhân 2 mũ mấy ạ? 2 mũ 3 nhân tiếp với cả 3 mũ 4 tất cả mũ 19 nhân với mấy ạ? 3 mũ 3. Thì các con nhận thấy là do cái lúc đầu thầy trò mình làm ở nháp này này thì mình mới có được cái lời giải tách này này. Thì có bạn nhìn cái lời giải của bài toán các bạn được. Ồ, tự dưng thầy viết nhỉ? Với cả mình ấy, sao mình lại tách cái này ra nhỉ? À, hóa là phải làm ra gì con? Ra nháp. Thì mình mới biết được rằng mình tại sao mình tách ra cái này. Đúng không? Còn nếu các con mà không làm ra nháp, các con có tách được không ạ? À? Không, con tách lung tung. Con tách lung tung thì con sẽ tách gì ạ? À? Tách sai. Nhớ chưa? Cho nên các con phải lấy giấy nháp ra con làm. Nhá. Con đã hiểu chưa ạ? À? Rồi ạ. Cái phương pháp của nó là như vậy. Con phải làm ra nháp thì con mới có được các cái số này chứ. Đúng không? Các con lại cứ về, cứ bảo, ui, từ lớp tới nha, có cái bạn tên là Tuấn, bạn học giỏi lắm. Tự dưng bạn lại nghĩ ra các cái tích này nhân với nhau xong tách ra, xong tự dưng ra kết quả nhá. Ui, ui, thần thánh lắm. Hóa là có phải thế không? Có phải thế không? Không, vì bạn ấy tập trung. À, bạn ấy tập trung, bạn ấy làm ra gì đấy? Ra nháp mà. Bạn ấy mới tính được ra số đấy chứ, đúng không? Chứ còn trên đời nó có bao nhiêu số, mình cứ làm vu vơ sao mà đúng được. Và chúng ta sẽ cùng trả lời ạ. À, vì 3 mũ 4 này có chữ số tận cùng này. Là 1 này. Cho nên ta suy ra là 3 mũ 4 này, mũ 8 này có chữ số tận cùng là mấy ạ? Là 1 này. Bây giờ thầy đã sẽ suy ra nhanh nhá. Thầy sẽ suy ra là 3, 2 mũ 35. Ôi xin lỗi, thầy đã ghi thành số 3 thôi. Phải là số mấy ạ? Số 2. Ơ, chết nhà, thầy có ghi nhầm đề à? Số 2 đúng không? Vâng. Ô, thầy ghi sai nhầm vừa nãy nhưng mà thầy quên để chưa sửa đấy ạ. Ừ. Rồi, sửa lại đúng chưa? 2 rồi nhá. Rồi. Thế bây giờ thầy mới suy ra là 2 mũ 35. Nó chính là bằng 2 mũ 4 đấy. Tất cả mũ 8 nhân với 3, à nhân với 2 mũ 3 nữa. Thầy nào sẽ nói luôn là nó sẽ có chữ số tận cùng. Là bao nhiêu con? 1 nhân với cả 8 là mấy ạ? Là 8. Thì 1 nhân 8 bằng 8.
Xong. Tiếp tục lại vì 3 mũ 4 có chữ số tận cùng. Là 1. Và từ đó chúng ta suy ra là 3 mũ 4. Tất cả mũ bao nhiêu ạ? 19. Cũng có chữ số tận cùng là 1, đúng không? Tận cùng là 1. Và từ đó chúng ta suy ra 3 mũ 79 chính là 3 mũ 4 tất cả mũ 19 nhân với cả 3 mũ 3 có chữ số tận cùng là 1 nhân 9 là 1 nhân 7 là mấy ạ? Là 7. Vì 1 nhân 7 bằng 7. Xong rồi con sẽ ghi là từ 1 này. Và mấy ạ? Và 2. Từ 1 và 2 thì con mới suy ra à trên này nữa. 1 là đầu bài, 2 là ở dưới. Và từ 1, 2 và từ 1 này, 2 và 3 thì chúng ta sẽ suy ra là 2 mũ 35 nhân 3 mũ 79 có chữ số tận cùng là bao nhiêu con nhỉ? 8 nhân 7 thì là năm mấy ạ? 56 là có tận cùng là 6. Vâng, mở ngoặc vì 8 nhân 7 bằng 56. Và con kết luận cuối cùng vậy. 2 mũ 35 nhân 3 mũ 79 có chữ số tận cùng. Là 6. Các con phải nhớ cho thầy các cái số là 0, 1, 5, 6 nhá. Chúng ta biến đổi về đúng tới chữ số tận cùng này ta sẽ dừng lại. Hiểu không? Đây là chìa khóa để chúng ta phân tích những cái bài tập này. Và dựa vào đó chúng ta sẽ làm thêm một bài tập nữa là bài số mấy con nhỉ? Số 3. Vâng. Số 3. Ờ. Bài 3. Bây giờ là thấy hết khó chưa ạ? Tìm chữ số tận cùng. Của các số sau. A nhỏ. 23 mũ 45. B nhỏ. 24 mũ 68. C nhỏ. 3 mũ 45 456 nhân với 4 mũ 57. Các con có 3 phút chuẩn bị. Bây giờ như này nhé. Theo các con là có 3 cái ý A, B, C thì các con thích cái nào chữ ý nào nào? Ừ. Và cái ý C nó dài cái gì? Ý C ạ. Ok. Thực ra ở cái ý C nha con nhé,
Vì cái bài này người ta chỉ quan tâm đến chữ số tận cùng không? Thì kể cả đằng trước nó người ta ghi số 18, à 13 chẳng hạn, hoặc là 23 hay 43 là cũng thế đúng không? Chữ số 4 này nữa người ta điền đằng trước là 54 hoặc là 74 nó cũng thế. Có phải không con? Vì mình chỉ quan tâm đến chữ số thì thôi ạ, à, tận cùng thôi. Vâng, như vậy là thầy giáo sẽ chữa cho các con cái phần C vì nó dài và nó to đúng không? Nhất trí nhá. Một bài thì nó có nhiều các cái cách suy luận khác nhau. Đây là một bài, là bài lớn thì mình sẽ chia ra thành những bài nhỏ đúng không? Việc lớn ta chưa làm được, ta đang đi học, ta hãy làm những việc nhỏ trước. Vâng, phần C này. Bây giờ ta đi xét cái số là 3 mũ 456. Và chìa khóa để các con làm được ấy là các con phải lấy giấy nháp ra. Các con cần định hướng là số tận cùng là 0, 1, 5 và mấy ạ? Và 6. Đúng không? Đây là các cái số mà chúng ta cần quan tâm. 1, 5, 6. Thì các con nhận thấy là 3 x 3 là mấy nào? 9 x 3 là 27. X 3 là 81. Như vậy nó có tận cùng là 1 chưa? Tận cùng 1 nhá. Như vậy là 3 mũ 4 thì có tận cùng là 1. Đúng không ạ? 3 mũ 4 là tận cùng là 1. Chúng ta sẽ xét tiếp lại số 456 mà chia cho 4 ạ. 456 chia cho 4. 4 chia 4 thì được 1. 5 chia 4 thì được 1, dư 1. Hạ 6 xuống. 16 chia cho 4 thì được? Được 4. 4. Vừa ai hết đúng không? Như vậy số 3 mũ 456 sẽ tách ra thành 3 mũ 4. Tất cả mũ bao nhiêu? 114. Và bây giờ chúng ta sẽ giải thích ạ. Vì số 3 mũ 4 có chữ số tận cùng là 1. Nên chúng ta suy ra là số 3 mũ 4, tất cả mũ 114 cũng có chữ số tận cùng là 1. Rồi, tốt rồi. Cho nên cái số của chúng ta cần có là chúng ta sẽ suy ra cái số gì ạ? 3 mũ 456 cũng có chữ số tận cùng là 1. Đẹp rồi. Và chúng ta xét đến số tiếp theo là số bao nhiêu ạ? Và số 4 mũ 57. Nháp nào. 4 x 4 thì là bao nhiêu con? 4 x 4 là bao nhiêu ạ? 16. 16. Rồi, có tận cùng là 6 đúng không? Đúng cái đích của mình chưa? Rồi, như vậy chúng ta sẽ có là 4 mũ 2 thì có tận cùng là 6. Và bây giờ mình lấy số 57. Con chia cho 2 thì bằng bao nhiêu ạ? 20 mấy nhỉ? 28 dư mấy ạ? Dư 1 không? Như vậy là 4 mũ 57 sẽ bằng 4 mũ 2 tất cả mũ 28 nhân với 4 mũ 1 không? Là 4 chưa? Và bây giờ mình giải thích ạ. Vì 4 mũ 2 có chữ số tận cùng. Là 6 thì chúng ta sẽ suy ra số 4 mũ 2 mũ 28 sẽ có chữ số tận cùng vẫn là 6. Và chúng ta suy ra 4 mũ 2 mũ 28 lại nhân thêm với 4 nữa thì có chữ số tận cùng là bao nhiêu ạ?
chữ số tận cùng. 4. Là 4 ạ. Đúng rồi ạ, là 4. Vì sao là 4 ạ? Bởi vì chúng ta giải thích là vì 6 x 4 thì bằng 24. Rồi. Cho nên chúng ta sẽ có một cái kết luận thứ hai là như vậy là có là 4 mũ 57. Sẽ có chữ số tận cùng. Là 4. Ở phía trên là yếu tố số 1, phía dưới là yếu tố số 2. Thì từ 1 và 2 chúng ta suy ra là số 3 mũ 456. Tắt vào thầy cái mic đi con ơi, bạn Kiên ấy ạ. Nhân với 4 mũ 57 có chữ số tận cùng là bao nhiêu ạ? Ở phía trên là cùng là 1, dưới là có tận cùng là 4, nhân vào thì có tận cùng là 4 thôi. Là 4. Giải thích vì 1 x 4 thì bằng 4. Và bây giờ là kết luận cuối cùng. Vậy số 3 mũ 456 nhân với 4 mũ 57 có chữ số tận cùng. Là 4. Rồi. Như vậy là phần A thì về nhà các con làm nhé. Hoàn thiện nốt nhé. Phần B cũng là phần bài tập về nhà và hai mươi ba nhân bảy mũ 65. Chúc các con thành công, về nhớ làm bài và trả bài cho thầy nhé. Cái phương pháp của nó khá đơn giản thôi, chúng ta phải tính chuẩn nhé. Dựa vào chữ số tận cùng là 0156 nha. Để chúng ta dịch ạ. À.